Chào các bạn, thì trong các clip hôm trước mình đã hướng dẫn được cho các bạn 4 hàng móc chữ cái cũng như là 5 dấu thanh điệu rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các chữ cái còn lại nè, gồm chữ K, chữ Y dài, chữ S nặng. Trong bảng chữ cái tiếng Anh thì nó có thêm chữ Z nè, chữ X, Y và chữ W cũng trong bảng chữ cái tiếng Anh luôn ha. Thì những cái chữ cái này nó khác với các cái chữ cái bên trên là nó sẽ được ghép từ nhiều cái đường khác nhau, hoặc là cái đường cong của nó khác so với những cái chữ cái bên trên ha. Nó không có cái điểm đồng bộ với nhau á, nên mình sẽ hướng dẫn từng chữ. Thì trước khi đi vào hướng dẫn từng chữ ở bên trên thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc cái chữ V ghép này trước ha, chữ W trước. Thì cái chữ W này các bạn sẽ quay ngược lại cho mình ở clip thứ hai hướng dẫn móc chữ M. Và các bạn sẽ móc cho mình một cái chữ M tương tự như vậy nè. Chữ W nó cũng giống như chữ M á, nhưng mà khi các bạn đính cố định lên sản phẩm á, thì các bạn sẽ úp ngược lại cho mình cái chữ M, ngửa lên trên như thế này. Lưu ý khi đính cố định chữ M thì hai cái cạnh ở hai bên nó sẽ được chỉnh ra bên ngoài nha. Và hai cái cạnh chính giữa nó sẽ nằm ở bên trong nè, nhọn lên như thế này. Thì hai cái cạnh bên trong nó cũng được móc từ các cái mũi xích và mũi dời, thì cái điểm này nó sẽ không có bị quá dày cho cái chữ W của mình ha. Như vậy là ta sẽ hoàn tất được chữ W nè. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chữ K. Để bắt đầu chữ K thì các bạn cũng tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn, dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Chữ K các bạn sẽ móc lên cho mình một dây móc xích dài 8 mũi móc ha. Nó cũng tương tự như chiều cao của các cái chữ cái mà mình hướng dẫn ở clip trước á. Móc lên 8 mũi móc xích nè. 4, 5, 6, 7 và 8. Sau khi đã có được 8 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim cho mình vào chân thứ 8 móc một mũi móc đơn. Được mũi móc đơn vào chân đầu tiên rồi thì ba chân kế tiếp cũng móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tức là ta sẽ có 4 mũi móc đơn đầu tiên trước ha, cho 4 mũi móc xích. Móc đơn thứ 3 cho chân thứ 3. Và mũi móc đơn thứ 4 cho chân móc thứ 4. Khi có được 4 mũi móc đơn vào 4 chân móc xích rồi thì từ đây sẽ tạo cho mình một cái đường chéo vòng bên như thế này nè. Thì từ đây các bạn sẽ gây nên cho mình một dây móc xích dài 5 mũi móc. Móc lên 5 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4 và 5. Khi đã có được 5 mũi móc xích rồi thì tiếp tục móc lên một mũi móc xích nữa. Móc cho mình vào 5 chân móc mình vừa móc, mỗi chân sẽ là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Móc đơn thứ 3, mũi móc đơn thứ 4 và mũi móc đơn thứ 5 cho chân móc cuối cùng. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được cái cạnh chỉ ra ở bên dưới nè. Còn một cạnh ở bên trên thì từ đây các bạn sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích. 1, 2, 3 và 4. Sau khi đã được 4 mũi móc xích rồi thì móc lên một mũi móc xích. Ở ba chân móc đầu tiên, mỗi chân các bạn sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc ha. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Khi đã được 3 mũi móc đơn rồi thì chân móc thứ tư và các cái chân móc kế bên nó nè. Đây các cái chân móc kế bên nó cho đến cái chân móc mà ta còn 4 mũi ở cái cạnh này nè. Đến cái chân móc thứ ba này ha, thì các bạn sẽ tiến hành chụm lại cho mình thành một chân, đâm kim cho mình vào chân móc thứ tư của cái cạnh mình vừa móc nè, kéo len. Sau đó tiếp tục đâm kim vào chân móc ta móc mũi móc đơn cuối cùng của cái cạnh chỉ ra ở bên dưới á. Đây là cái chân móc ta móc mũi móc đơn cuối cùng nè, cũng đâm kim vào đó, sau đó kéo len qua ha. Thì lúc này trên kim của mình sẽ có 3 mũi móc. Tiếp tục di chuyển kim cho mình đến cái chân móc của cái cạnh thẳng ở đây nè. Ta còn lại 4 cái mũi móc thì đâm kim cho mình vào cái chân móc sát đó nè. Đâm kim và kéo len. Như vậy là trên kim của mình sẽ có 4 cái mũi móc. Kéo len qua hết chân móc trên kim.
Lúc này mình sẽ còn lại ba chân móc cuối cùng của cái cạnh thẳng nè. Mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Chân thứ nhất nè. Tiếp tục chân móc thứ hai. Và chân móc thứ ba vào chân móc cuối cùng. Từ đây gây nên một mũi móc xích. Đâm kim vào chân móc mình vừa móc mũi móc đơn cuối cùng và móc vào đó một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào mặt trái của sản phẩm ha. Và canh chỉnh cái mũi móc nè, thì lúc này cái chữ K của mình sẽ hoàn tất như thế này nha. Dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cố định cho mình chữ K vào trong sản phẩm. Đây, giấu cho mình sợi len thừa nè. Sau đó dán cố định cái chữ K này vào trong sản phẩm thì mình sẽ hoàn tất được một cái form chữ K như thế này ha. Đây là chữ K của mình. Sau khi đã kết thúc được chữ K thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc chữ Y bên cạnh này. Ở chữ Y các bạn sẽ tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó sẽ móc lên 8 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 và 8. Khi được 8 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích nữa. 4 chân đầu tiên, mỗi chân sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Móc đơn thứ tư cho chân móc thứ tư. Khi đã được 4 mũi móc đơn vào 4 chân móc đầu tiên rồi thì ta sẽ còn lại 4 chân móc cuối cùng ở cái cạnh này. Thì từ đây sẽ móc lên cho mình 4 mũi móc xích bằng với cái cạnh mà mình còn dư ha. 1 2 3 và 4. Thì ta sẽ có được cái form chữ Y như thế này nè. Bây giờ mình sẽ tạo cạnh cho hai cái cạnh còn lại ha. Lên cho mình một mũi móc xích, sau đó ba chân đầu tiên này, mỗi chân là một mũi móc đơn. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai và mũi móc đơn thứ ba. Ở đây mình có 3 mũi móc đơn cho 3 chân móc rồi thì còn lại một mũi móc ở đây. Các bạn tiến hành chụm cho mình mũi móc này, thân chân móc thứ tư của cái cạnh bên dưới. Là cái thân chân móc thứ tư nè. Và cái mũi móc xích đầu tiên của cái cạnh ở bên này. Đây, ba chân này sẽ chụm lại thành một chân ha. Đâm kim vào chân thứ tư nè. Kéo len qua chân móc. Tiếp tục đâm kim vào thân chân móc móc đơn ở đây nè. Thân chân móc của mũi móc đơn á. Đâm kim vào đây và kéo len. Đâm kim vào chân móc xích bên cạnh này, kéo len. Trên kim của mình đã có được 4 mũi thì kéo qua hết chân trên kim. Lúc này mình còn 3 chân móc cuối cùng, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cũng giấu cho mình sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Ta sẽ móc 3 chân móc nè. Mũi móc đơn thứ nhất cho chân móc thứ nhất. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai. Và mũi móc đơn thứ ba cho chân móc cuối cùng còn lại của cái chữ Y nè. Khi đã móc được đến cuối hàng rồi, móc lên một mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng, móc vào đó một mũi dời. Móc lên một xích, kéo vào cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa vào mặt trái của sản phẩm ha, thì mình sẽ hoàn tất được form chữ Y như thế này. Dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cố định cho mình chữ Y vào trong sản phẩm. Thì mình sẽ hoàn tất được một form chữ Y như thế này ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục hướng dẫn chữ S nặng. Đối với chữ S nặng thì đầu tiên tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ đây gây nên cho mình 16 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15 và 16. Khi có được 16 mũi móc xích như thế này rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích và đâm kim vào chân thứ 16, móc vào đó một mũi móc đơn. Chân thứ 15 cũng móc một mũi móc đơn. Tiếp tục chân thứ 14 cũng một mũi móc đơn ha. Khi ta có được 3 mũi móc đơn vào 3 chân móc đầu tiên thì hai chân kế tiếp, mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Móc đơn thứ 2 nè. Được hai mũi móc đơn vào chân thứ 4 rồi thì chân móc thứ 5 cũng tương tự ha, móc vào đó hai mũi móc đơn cùng chân móc. Tiếp tục hai chân móc kế tiếp, mỗi chân móc là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Thì ta sẽ có chân thứ 7 một mũi móc đơn nè và chân thứ 8 một mũi móc đơn. Như vậy là mình sẽ tạo ra được một cái độ cong đầu tiên cho cái phần đỉnh của chữ S ha. Ở các chân móc kế tiếp thì mình sẽ tiến hành chụm mũi để mình tạo cái độ cong ngược lại. Thì hai chân móc liên tiếp các bạn sẽ móc cho mình dồn lại thành một chân nè. Đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len, tiếp tục đâm kim vào chân kế bên nè. Kéo len qua chân móc. Lúc này chân kim của mình có 3 mũi thì kéo len qua hết chân móc trên kim. Hai mũi phía dưới mình đã chụm lại được thành một mũi bên trên rồi ha. Tương tự cho hai chân móc kế tiếp cũng vậy nè. Ta sẽ có mũi chụm lần thứ hai. Đâm kim lần lượt vào hai chân móc, sau đó kéo len qua 3 chân trên kim. Được mũi chụm thứ hai rồi, tiếp tục tạo cho mình thêm một mũi chụm thứ ba ở hai chân móc kế tiếp. Đâm kim lần lượt vào hai chân liên tiếp. Kéo len nè. Đâm kim vào chân kế tiếp, kéo len, sau đó kéo qua 3 chân trên kim. Như vậy là lúc này mình sẽ có được 3 mũi chụm liên tiếp với nhau, ta sẽ còn lại 3 chân móc cuối cùng thì mỗi chân các bạn sẽ móc cho mình một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc ha. Móc đơn thứ nhất nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ hai, mũi móc đơn thứ ba cho chân móc cuối cùng. Khi đã móc được đến cuối hàng thì tiếp tục móc lên một xích, sau đó đâm kim vào chân ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng, móc vào một mũi dời. Lên một xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm và canh chỉnh mũi móc thì mình sẽ hoàn tất được chữ S nè. Dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cố định chữ S vào trong sản phẩm thì mình ra được một form chữ S như thế này ha. Đây là chữ S của mình nè. Tiếp tục mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc chữ Z, là chữ trong cái bảng chữ cái tiếng Anh của mình ha. Đây là chữ Z nè. Đầu tiên thì cũng tạo cho mình một nút. Chữ Z thì các bạn cũng tạo cho mình 16 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 và 16. Khi đã có được 16 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên một mũi móc xích. 3 chân đầu tiên, mỗi chân sẽ làm một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất cho chân thứ nhất nè. Móc đơn thứ hai cho chân móc thứ hai và móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Chữ Z thì các bạn sẽ móc cho mình từ dưới lên trên. Thì bây giờ mình sẽ chụm mũi trước, sau đó thêm mũi sau ha. Hai chân kế tiếp mình sẽ tiến hành chụm lại thành một chân nè. Thì cách chụm nó cũng giống như chữ S ha. Các bạn cũng đâm kim cho mình lần lượt vào hai chân móc nè. Kéo len, tiếp tục đâm kim vào chân kế bên. Kéo len, sau đó kéo qua ba chân trên kim. Ta được mũi chụm thứ nhất nè. Để tạo cho có cái góc nhọn ở cái chữ Z phía dưới á, thì các bạn sẽ bỏ qua cho mình chân kế bên và ta sẽ đâm kim vào hai chân kế tiếp ha. Đây, ta sẽ chụm hai chân kế tiếp này lại thành một chân nè. Bỏ qua chân kế bên và đâm kim lần lượt vào hai chân kế tiếp nha. Kéo qua ba chân trên kim. Thì mình sẽ tạo được cái góc nhọn ở bên dưới cho chữ Z của mình nè. Thì tiếp tục ở các chân móc kế tiếp, các bạn sẽ móc cho mình vào 3 chân, mỗi chân là một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ nhất nè.
Tiếp tục móc đơn thứ hai và móc đơn thứ ba cho chân kế tiếp. Thì phần đuôi của chữ Z mình nó sẽ hình thành như thế này. Bây giờ mình sẽ tiến hành tăng mũi để tạo cái góc nhọn ở bên trên ha. Ta còn 5 chân móc thì chân kế bên móc cho mình 2 mũi móc đơn vào chân kế bên này. Móc đơn thứ nhất và móc đơn thứ hai. Để tạo góc nhọn thì móc lên 1 mũi móc xích. Sau đó đâm kim vào chân kế tiếp móc vào đó 2 mũi móc đơn. 1 và 2. Ta cũng tạo ra được cái góc nhọn thứ hai nè. Còn lại 3 chân móc thì mỗi chân sẽ làm 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc luôn ha. Móc tương tự cho đến cuối hàng. Móc đơn thứ hai nè. Tiếp tục móc đơn thứ ba cho chân móc cuối cùng. Móc đến cuối hàng thì móc lên 1 mũi móc xích, sau đó cũng đâm kim vào chân ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng, móc vào 1 mũi dời. Móc lên 1 mũi móc xích kéo vào các len. Giấu sợi len thừa ra mặt trái của sản phẩm và canh chỉnh cái mũi móc lại cho mình cho nó thẳng hơn nè. Thì mình sẽ hoàn tất được form chữ Z như thế này. Ta cũng dùng keo nến hoặc là kim khâu khâu cố định chữ Z vào trong sản phẩm ha. Thì mình sẽ có được chữ Z với hai cái góc nhọn nè. Đây, khi đến cố định vào trong sản phẩm thì mình sẽ được như thế này ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách móc chữ Z. Tiếp tục chữ Z sẽ là chữ sờ nhẹ ha. Đầu tiên tạo cho mình một nút, móc và kéo len qua vòng tròn và kéo sợi len dài để thành một nút. Sau đó từ đây mình sẽ gây nên 9 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 6 7 8 và 9. Khi được 9 mũi móc xích như thế này rồi thì tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Và đâm kim lần lượt vào 9 chân móc, mỗi chân móc sẽ móc cho mình 1 mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Tiếp tục móc đơn thứ hai. Mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Móc đơn thứ tư nè. Mũi móc đơn thứ năm. Móc đơn thứ sáu. Mũi móc đơn thứ bảy. Móc đơn thứ tám. Và mũi móc đơn thứ chín cho chân móc thứ chín. Sau khi đã móc được 9 mũi móc đơn vào 9 chân móc thì tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân ta vừa móc mũi móc đơn cuối cùng, móc 1 mũi dời. Sau đó lên 1 xích kéo và cắt len. Thì mình sẽ hoàn tất được một cạnh đầu tiên ha. Để tiếp tục cạnh thứ hai, tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Từ nút này gây nên cho mình 4 mũi móc xích. Khi đã có được 4 mũi móc xích rồi, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến cái thanh mà mình vừa tạo ở đây nè. Ở các cái chân móc tính từ cái sợi len thừa này nè, đây cái chân móc đối diện ở đây nè, đếm ngược lên cho mình 4 mũi móc ha. 1, 2, 3 và 4. Đâm kim vào chân móc thứ tư này nha. Lưu ý khi đâm kim thì đưa cho mình cái thanh này lên phía trên của sợi len, sau đó đâm kim vào đây móc 1 mũi dời nè. Lúc này sợi len thừa của mình đang nằm ở bên trên nè, các bạn kéo cho mình sợi len lên, sau đó dùng kim đâm từ dưới lên trên vào chân móc ta vừa móc mũi dời và kéo cái nút này ra phía sau hoàn toàn. Ta được một nửa của cái thanh còn lại nè. Thì tiếp tục nửa còn lại của cái thanh này, các bạn sẽ đếm ngược cho mình từ cái chân móc mũi dời của cái thanh đầu tiên, đếm ra 4 mũi móc. 1, 2, 3 và 4 cũng đâm kim vào chân móc này. Sau đó kéo cái nút mà mình vừa tạo ở bên phía sau này nè, kéo qua chân móc. Từ đây móc lên cho mình 4 mũi móc xích sẽ là cái độ dài của cái cạnh này ha. 1, 2, 3 và 4. Khi đã có được 4 mũi móc xích rồi, tiếp tục móc lên 1 mũi móc xích. Và đâm kim vào 4 chân móc mà mình vừa móc ở đây. Mỗi chân móc ta sẽ có một mũi móc đơn vào mỗi chân móc. Móc đơn thứ hai nè. Tiếp tục mũi móc đơn thứ ba cho chân móc thứ ba. Và mũi móc đơn thứ tư cho chân móc cuối cùng. Ta được độ dài của nửa cạnh còn lại.
Thì kết thúc nửa cạnh này, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chân móc kế tiếp của cái khanh đầu tiên nè, móc vào đây một mũi dời, sau đó kéo sợi len lên. Nửa thanh còn lại các bạn sẽ tiến hành đâm kim cho mình từ dưới lên trên vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời, sau đó kéo cái nút mà mình tạo ở bên trên này nè, kéo hoàn toàn xuống phía dưới. Tiếp tục đâm kim từ trên xuống dưới vào cái chân móc kế bên này, sau đó kéo cái sợi len này ra phía trước ha, thu nhỏ lại nè và kéo lên phía trước. Từ đây sẽ bắt đầu móc cho mình vào bốn chân móc xích mà mình tạo đầu tiên của cái thanh còn lại này nè. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi móc đơn vào mỗi chân móc và cũng giấu sợi len thừa vào trong mũi móc. Mũi móc đơn thứ nhất nè, tiếp tục mũi móc đơn thứ hai, móc đơn thứ ba và mũi móc đơn thứ tư cũng là mũi móc đơn cuối cùng ha. Móc đến cuối hàng thì móc lên một mũi móc xích, sau đó đâm kim vào chân ta móc mũi móc đơn cuối cùng này, móc một mũi dời lên một xích, kéo và cắt len. Giấu cho mình các cái sợi len thừa vào mặt trái của sản phẩm và canh chỉnh cái mũi móc ha, cho cái mũi móc của mình nó được thẳng hàng nè. Thì mình sẽ hoàn thành được một chữ sờ nhẹ như thế này. Tiến hành giấu cho mình các cái sợi len thừa này ra phía sau mũi móc. Thì đối với cái chữ sờ nhẹ này, khi đính cố định vào trong sản phẩm á, thì các bạn sẽ đưa cho mình hai cái góc có hai cái sợi len thừa này nè. Hai cái góc có sợi len thừa này nó sẽ nằm ở phía dưới, nằm ở chân phía dưới ha. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn chữ sờ nhẹ như thế này. Và clip này cũng là clip cuối mình hoàn tất được cái bảng chữ cái như thế này rồi ha. Các bạn có thể sử dụng cái bảng chữ cái này để trang trí lên những sản phẩm như là nón, giày hoặc là yếm vân vân, để tạo được cái điểm đặc trưng cho sản phẩm của mình ha. Chúc các bạn thành công.